Trong quá trình sử dụng iPhone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn nhận được các cuộc gọi mời chào bảo hiểm, nhà đất, cho vay. Thật sự khó chịu nếu như bạn chưa biết cách chặn những cuộc gọi như thế này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn hai cách chặn cuộc gọi rác trên iPhone đến với bạn nhé. 1. Cách chặn cuộc gọi rác trên iPhone. Nếu như bạn đã biết được số điện thoại làm phiền mình thì có thể chặn trực tiếp luôn nhé. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Mở ứng dụng điện thoại. Chọn gần đây. Kích chọn biểu tượng chữ Y. Bước 2. Chọn chặn người gọi này. Chọn chặn liên hệ. 2. Tắt tiếng đối với các cuộc gọi không xác định. Các bước thực hiện tính năng này như sau. Bước 1. Mở cài đặt. Chọn điện thoại. Chọn tắt tiếng cuộc gọi không rõ. Bước 2. Chọn tắt đi nhé. Như vậy mình đã hướng dẫn hai cách chặn các cuộc gọi rác trên iPhone. Hy vọng video giúp ích được cho các bạn. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ video và bình luận ở phía dưới để cùng nhau trao đổi nhiều hơn nhé.